Thưa quý vị, ngày 5 tháng 4, Công an phường 13 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin trình báo của ông Phạm Thanh Phờ là phóng viên tại một cơ quan báo chí ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về việc bị đập kính ô tô trộm tài sản. Được biết tài sản giấy tờ tùy thân và thẻ nhà báo của phóng viên này để ở một chiếc túi trong xe đã không cánh mà bay. Theo ông BH cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối ngày 4 tháng 4. Khi đó ông BH lái ô tô đến quán ăn trên đường Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận Tân Bình để ăn uống. Sau đó ông BH ra xe thì phát hiện cửa kính sau bên phải của ô tô bị đập vỡ nát. Chiếc túi chứa nhiều giấy tờ và thẻ nhà báo bên trong xe đã không cánh mà bay. Theo hình ảnh từ camera ninh, có một người đàn ông đi xe máy tới tiếp cận xe của ông BH rồi chui qua cửa để đi chiếc túi hiến du diệt đang được điều tra làm rõ